chào chú Trường Giang, con chào chú Trấn Thành, con chào anh Ngô Quỳnh Huy ạ. Chào Thêm. Gì vậy trời? Khoái hả? Huy ơi. Dạ. Bớt lại em. Dạ. Chào bạn. Ha, chào. Giống như hai chị em gặp nhau vậy hả? Bao nhiêu tuổi con? Dạ con 18 ạ. 18. Rất là xinh đẹp ha. Hiện tại rất là xinh đẹp thì có nghĩa là cái thiện cảm mọi người nhìn vào rất là dễ chịu. Đừng làm gì vô duyên nha. Nãy giờ có duyên lắm luôn á. Con à, con à, đang học gì? Dạ con đang đi học ạ. Học gì con? Học 12 rồi. Bỏ cái tay chút. Học 12 rồi phải không? Dạ. Rồi à, vừa rồi thi điểm cao không? Rồi sắp tới học đăng ký trường đại học gì? 12 sao cao được. Rất học phổ thông á, thi phổ thông trung học á, đậu không? Đậu rồi thì mình sẽ lấy cái điểm đó mình đăng ký vào các trường, nhiều trường để đăng ký lắm, thấy không? Sắp tới tính học trường gì? Chưa biết rồi. À giờ năm nay mình tạm gác lại đúng không? À run quá. Làm gì run? Không phải, tại nhìn anh Trấn, chú Trấn Thành tự nhiên hôm nay im im chẳng nói năng gì. Chú nói gì đi chứ? Chú Thành. Con gái ơi. Rồi chị Hiền thục nhận con nữa. Con gái ơi à, thế lực nào đưa con tới đây vậy? Tại hả? Con mê chú quá. À vậy hả? Ồ cảm ơn con. Trời ơi. Trời ơi. Chú cười đi chú. Hả? Chú cười đi. Sao con? Chú cười lên á. Bây giờ cười đó quan trọng, lát nữa cười mới quan trọng. Cười lấy duyên. À cười lấy duyên. Cười lấy hên đúng không? Bây giờ nè chú hỏi nè. Mình là con gái rất là đẹp gái xinh xắn. Dạ nít na nữa. Cái gì rồi là không nít na đó con. Ừ đó. Giờ bà nhào vô nó không nít na đó. Nha. Đẹp gái xinh xắn. Vì sao lại mê hài nó chú nghe coi. Dạ. Tại con mê một anh trong hài á. Thế là con theo hài luôn. Ồ. Mê anh nào vậy? Who that boy? Tôi muốn biết người đàn ông đó nha. Bí mật ạ. Anh Đức phải không? Không phải. Rõ ràng là anh Đức. Nói lộ hết luôn rồi. Chị có anh Đức mới có một sức hấp dẫn kinh khủng khiếp thiệt như hả? Chị thiệt hả? Thiệt luôn á hả? Anh Đức thiệt á hả? Trời ơi. Lắm không nói không? Anh Đức ơi. Đức ơi. Con người thương mày rồi Đức ơi. Con nhỏ bẹn lẻn kìa. Ôi cao xanh đã thấu lời nguyện cầu của A Xì. Đức ơi. Đức cầu bao con ơi. Mê anh Đức thiệt hả em? Mê anh Đức thiệt hả? Trong giây phút mơ hồng. Gọi liền. Gọi luôn. Để rồi gọi cho anh Đức Hiếu. Con, hiện tại là con đang có một cái lợi thế duy nhất. Đó là xinh đẹp, là về ngoại hình. Thứ hai là mối quan hệ. Con hiểu chưa? Tại vì sao con đã thân với anh Đức, mà anh Đức là gì? Bạn thân với Thành. Làm nghề rất là nhiều năm. Đức chỉ cần nói Thành. Đây. 100 triệu cho Thành là có liền. Quẩy. Alo, Đức hả? Quẩy. Tao đang gọi đến cho mày từ chương trình Thách Thức Danh Hài. Giọng nói của mày đang lên sóng truyền hình đây. Ồ, thế à? Mày đang làm gì đó? Mình đang đi quay phim. Sao tao nghe vang quá vậy? Trong toilet quá vậy? Đang nằm ở trong phòng make up thay đồ, đợi chờ. Cái mặt mày make up làm gì cho mày tốn phấn người ta? Đức ơi, nghe. Lên là phải ăn đèn để ăn hình chứ. Đức ơi, tao nói mày nghe nè Đức. Sao? Đang quay một cái chương trình Thách Thức Danh Hài. Có một cô bé thí sinh 18 tuổi, đẹp như Chibu. Mà con bé nói thích mày mới chết. Đức ơi, tao chết rồi Đức ơi. Em bé nó. Đương nhiên mà, đương nhiên có rất là nhiều người đẹp thích tôi chứ đâu phải là. Trời ơi. Ủa sao vậy? Cái chuyện đó là một chuyện hết sức bình thường. Khán giả vỗ tay mày quá rồi Đức. Bây giờ tao nói nè, cô bé này nói là cái lý do tao hỏi tại sao đẹp như vậy mà mê hài, nó nói là vì yêu mến, yêu thương một anh trong hài mà phải theo hài luôn, cãi cha cãi mẹ để theo. Khi ngày hôm nay vượt đường lội suối mà khỏi ai ra, anh Đức cười bẽn lẽn gật đầu chết mày chưa. Giờ làm sao? Bây giờ có chịu không? Hả? Bây giờ có chịu? Thấy dạo này mày tham gia chương trình hẹn hò gì mà tao từ chối mày quá trời đó. Bây giờ có chịu nhỏ này không? Ủa nó nghe nè, sao bây giờ có chương trình là hẹn hò kết nối qua tổng đài điện thoại luôn.
đây là tổng đài, tổng đài kết nối yêu thương hay gì vậy? Không phải thách thức danh hài, nhưng mà bây giờ con bé nó thương anh Đức quá. Bây giờ hỏi là có thể nào gặp anh Đức một lần trong đời được không? Anh Đức dẫn em bé đi ăn cái gì đó. Trời ơi, bây giờ chương trình hẹn hò luôn hả? Thách thức danh hài là có bonus thêm cho một hẹn hò hả? Trời, chương trình có tiền lắm. Đại đài thọ mày đi ăn, mà chỉ là đi ăn thôi, một món quà tại tinh thần cho em gái thôi đó, chịu không? Trời, tôi cảm giác tôi đang bị gài vậy trời. Mày không bị gài, mày đang bị dụ vậy thôi. Trời ơi trời, lỡ mày muốn bé được bao nhiêu, được vòng mấy bao nhiêu tiền? Bây giờ nè, chương trình là hài thiệt luôn đó. Cái cuộc hẹn này là làm xong tới là hài luôn đó. Bây giờ Đức nè, không còn biết là mối quan hệ này sẽ đi tới đâu, nhưng hãy nói một lời nào đó chúc em bé trước khi nó thi nè. Nói thật to đi nè. Là bây giờ bé nó thi chưa? Nó chưa thi đó, là nhờ mày động viên đó. Nhiều khi mày động viên xong nó rớt vòng một đó. Nói cho cẩn thận nè, nói cho tình tứ lên cho em bé nó có niềm tin anh Đức nè. Em ơi, nãy giờ là em trả lời anh Đức nè, 2, 3. Alo. Em ơi, nãy giờ là biết mọi người cũng cười vì em nhiều chưa? Nếu mà đã cười rồi thì hy vọng là vô quá thi đó. Cười mạnh mẽ hơn nữa. Mọi người sẽ cười rập rộ hơn. Sao mạnh mẽ mà mày không mạnh mẽ vậy đó? Để cho em có thể kiếm tiền rồi sau đó rồi muốn hẹn hò gì thì hẹn sau nghe. Ok quay tốt nha. Ừ, thank you. Thấy chưa, em ngại lắm. Nói gì nữa, không có gì phải ngại em ạ. Tình yêu là phải nắm bắt, nó không tự chạy tới đâu. Em thấy anh Đức không? Anh nói với em như vậy thôi chứ anh biết là anh có thiện cảm rồi đó. Thi đi, thi rớt rồi về lẹ đi ăn với anh Đức nè. Bây giờ mình diễn một mình hả? Diễn dạ. Với ai con? Diễn một mình ạ. Diễn một mình. Từ Gia Lai xuống Nha Quy nha. Gia Lai mà rước dâu Sài Gòn xa lắm nha. Bye bye anh. Rồi, em ơi sẵn sàng nha. Chưa. Chào này là hay có phòng chờ lắm nè. Nghi lắm. Sẵn sàng chưa? Phòng chờ vẫn đang trống chỗ. Mới có 4 người vô thôi. Lát nữa mà rớt thì anh ra dắt xe dùm em cái. Hả? Lát mà cô rớt vòng này thì anh ra dắt xe dùm em cái luôn. Dắt xe về Gia Lai. Không sao ra em, bên đây có bộ phận bảo vệ. Em phòng chờ mà lo gì. Nào, sẵn sàng. Anh Thành, chú nói gì đi, chú nói gì đi. Chú cười lên. Phải cố gắng lên em gái. Những người đẹp vẫn có thể làm hài được. Cố lên. Thời gian 60 giây bắt đầu. Anh Thành, tại sao lại lừa dối em? Anh nói đi. Tại sao lại lừa dối em? Tại sao anh không nói? Bình thường anh nói con nhiều ông thở mà. Bây giờ anh ngồi thở thì anh nói đi. Anh phải nói. Anh không nói hả? Dạ. Càng ngày càng cao nha. Anh có tin không? Em nói cho anh biết nha. Em ăn vả còn giỏi hơn ăn cơm á. Anh tin không? Anh không tin đúng không? Em ăn vả cho anh coi này. Anh vả cho anh coi này. Má Thành ơi, má đi ơi, anh không có tin không? Anh Giang. Hả? Anh Thành có chưa chấp em, nhưng anh yên tâm đi, cho dù như vậy á, anh không có cử với em đâu, anh đừng có mơ. Anh ơi, cho anh dắt tụi em chiếc xe anh về bắt Gia Lai rồi. Nha. Ừ. Hết giờ chưa? Hết rồi. Nghi rồi. Ê, đáng lẽ là hồi nãy bé có khả năng là đậu vòng một đó, mới nói chị có cứu là cái vô duyên nó tràn trề liền. Con ơi, con không chuẩn bị kịch bản gì trơn, con ra con nói gì vậy? Nói không có mục đích, không có nội dung. Nói không có một cái câu từ để tạo ra tiếng cười. Mấy cái này phải học anh Đức nhiều. Tại anh Đức chưa dạy. Tại anh Đức chưa dạy hả? Ráng tìm cách gặp anh Đức đi. Rồi để anh chỉ dạy cho. Rồi mùa sau vô thi cũng vậy à. Rớt rồi còn việc gặp anh Đức là chưa dữ. Rớt rồi không gặp anh Đức nữa hả? Vậy thì ra gặp anh Khương Dừa nha.